ấn tượng lần đầu tiên gặp ổng là không ưa rồi. Hồi đó cái kiểu như em là ở trong gia đình ba mẹ khó quá, nên là cái kiểu mình cũng đứng hơn tuổi một chút, mà cứ thấy ai mà cà lợt cà chợt là mình không thích. Mà ông này ổng cứ nói mình là bé đen nữa. Nên mình lại tức. Cứ mỗi lần như vậy là rượt nhau. Cái tay anh này xong khoảng 2 tháng là em có bồ mới rồi. Dạ. Chia tay nhưng mà Tết về vẫn đi chơi. Tết về vẫn đi chơi bình thường. Nói chung là giống như là mặc định là về phải đi chơi với ông này. Tên Võ Quang Lưu, 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Em đang làm chủ của một cửa hàng thực phẩm bổ sung dành cho người tập thể hình. Tướng tá này có thể qua ăn uống ở bên đó được không? Được. Nhìn anh là biết là dân tập thể hình rồi đúng không? Anh xin thưa với em luôn là cái lần gần đây nhất anh tập thể hình đó là cách đây khoảng mấy năm rồi đó. Nhờ tập đều đặn cho nên mới có thân hình như thế này nè. Rồi, mời em. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả xem đài Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Thúy Hồng, 29 tuổi. Hiện em là tư vấn viên điều trị muộn và chậm con của công ty Đông Y Hồng Tâm. Rồi bữa nay ông Mụ đụng ba Mụ rồi. Tên Hồng nữa kìa. Hồng. Hồi nãy có anh là chồng. Đây là Hồng Út luôn á. Cái cơ duyên nào mà các em gặp nhau? Em với vợ em á là ở cùng thôn, cùng xóm. Chỉ khác cái dãy trước và dãy sau thôi. Là quê ở đâu cưng? Dạ ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Bữa đó chắc cũng tình cờ em cũng mặc quần đùi ở trần đi xuống phụ thằng bạn nhổ mì, nhổ sắn ấy. Rồi cái đi ngang qua nhà vợ, đi ngang qua thấy xong cái đĩa. Đĩa nhưng mà lúc mà chú bé bao nhiêu tuổi? Dạ 17 tuổi. Đó, 17 tuổi. Hồi đó đĩa theo đĩa kiểu không phải là thương đâu. Cô bé này mới 15 thôi chứ mày. Dạ đúng rồi, thực ra cũng không phải để ý mà đĩa để chọc tức ấy. Là chị sợ nhất mấy thằng con trai mà nó ghẹo rồi nó nhiều khi nó cứ hay chọi á. Chú này có phải giống vậy không? Dạ không dám chọi đâu chị, tại vì em dữ lắm. Chứ chú chọi là kiểu em gì? Là cầm chổi em dí thiệt á. Em ghẹo chọc cho chửi. Xong rồi bắt đầu dí em chạy. Em chọc sao? Hồi đó giờ em không phải được như bây giờ đâu. Hồi đó là lúa. Lúa mà gặp trời mưa ấy. Đen. Lúa nè, đen nè, đen thủi đen thui đó. Dạ đúng rồi. Chọc cho dí chạy. Vậy đó. Nhưng mà em chắc chắn là em không ưa người cha này đúng không? Dạ đúng rồi, không ưa. Ấn tượng lần đầu tiên gặp ổng là không ưa rồi. Hồi đó cái kiểu như em là ở trong gia đình ba mẹ khó quá, nên là cái kiểu mình cũng đứng hơn tuổi một chút, mà cứ thấy ai mà cà lợt cà chợt là mình không thích. Mà ông này ổng cứ nói mình là bé đen nữa. Nên mình lại tức. Cứ mỗi lần như vậy là rượt nhau. Mà em có đen không? Dạ đen thiệt. Cái người mà đen người ta ghét ai gọi đen lắm. Em trách ai bây giờ? Đến khi nào thì mới bắt đầu là tỏ tình với em? Tụi em thì chia làm hai giai đoạn, quen tập 1 nghỉ giải lao xong rồi quen tiếp tập 2. Cái tập 1 là lúc bao nhiêu tuổi? Bắt đầu quen tập 1 là biết nhau đó, là biết nhau đó là tập 1 phải không? Biết nhau, biết nhau mà không ưa. Tới cái lúc ưa ấy thì khoảng được 1 tháng nghỉ giải lao. Dạ. Lúc đó là lên tới lớp mấy rồi? Em từ lớp 9 thi lên lớp 10 là bắt đầu học chung trường. Học chung trường thì hay đi chung học với nhau, hay đi chung xe đạp với nhau vậy đó. Thì mấy đứa nó thấy hai đứa đi với nhau là nó hay ghẹo. Trước đi học sinh là nó hay ghép đôi mà em càng ghét nữa. Dạ là càng ghét nữa. Nhưng mà đến lúc em học lớp 12 thì ảnh đi lên trên Sài Gòn anh học rồi. Lúc mà em thi đại học ấy, ba mẹ không đưa đi được nên ảnh về ảnh đưa em đi lên. Thì lúc đó là mình thấy ông này cũng chu đáo, cũng về đưa mình, nên là lúc đó là cũng nhã từ. Dạ đúng rồi, bắt đầu quen. Khi mà em thi đại học rớt rồi á, bắt đầu mới về nhà. Nhà em thì ở dưới xã nhưng mà em lên thị trấn để em làm phụ người ta buôn bán quần áo gần Tết rồi đó. Ổng cũng lui lui tới thì lúc đó mới xác nhận là quen nhau. Hồi đó tụi em là quen nhau cái vụ cũng cái vụ mà từ đầu không ưa đấy, nên là đã xưng Mita. Từ miền Trung mình thì cứ xưng Mita đó là thân thiện ấy. Cứ xưng Mita miết cho tới cái lúc đó là vợ em lên trên thị trấn làm ấy. Rồi cái bắt đầu em cũng lên, rồi tối đó cũng như là cũng kiếm cớ là ở lại phụ ấy rồi ở lại. Cái hồi đó là bắt đầu mới kêu sửa lại. Hồi đó cũng có ý với nhau rồi, mới lần đầu mà kêu Mita xong rồi sửa lại anh em nó ngượng, hai đứa ngượng gì đâu mà nó ngượng bắt cười nữa. Dạ nó ngượng lắm, cái tự nhiên cái phụt cười á. Dạ, dạ đúng rồi, tự cười luôn đúng không? Em chỉ cần xưng em với ảnh thôi là em cười, hoặc là ảnh xưng anh với em là ảnh cười. Hai đứa cười không giống như đang nói câu chuyện là gián đoạn liền, phải cười một trận đã rồi mới đầu nói tiếp được. Rồi sao cái đêm tối ở lại đó?
Có chuyện gì xảy ra không? Tính em cũng nhút nhát lắm. Tối đó thì cũng xảy ra lỡ dở thôi. Lỡ dở? Lỡ dở anh sao nè? Là tức là cũng hai đứa trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên luôn. Là ngủ nhau ngủ giữ trong cái sạp luôn á. Ngủ trong cái sạp đó luôn. Cái tiệm đó luôn. Là chảy ra là ngủ đó thôi. Là hai đứa dạ, ngủ trong đó luôn. Là lần đầu tiên em ngủ chung với trai. Lần đầu tiên em ngủ chung với trai. Cũng lần đầu tiên là bị người ta cướp nụ hôn đầu tiên luôn. Nhưng mà vui không? Thích không? Em nhưng mà là anh thật sự nó mới tò mò mà anh muốn biết thôi là ổng hôn bất ngờ hay là ổng nói ý. Dạ có bất ngờ là cái cảm giác bây giờ nó vẫn còn nhớ luôn á, giống như điện nó chạy á, từ trên này xuống là người nó cứng luôn á. Dạ cứng ngắc bất ngờ không hỏi xin em luôn. Dạ đúng rồi, giống như em là em xin làm sao lỡ không cho là không cho đó. Nhưng mà hôn một cái một thôi hay là đêm đó là hôn nữa? Dạ chỉ có một cái đó thôi. Rồi xong rồi là phần ai nấy ngủ á, tại vì sợ quá. Hơi bậy. Cũng tay chân nó cũng bậy bậy chút. Đêm đó chắc luôn cũng đâu có ngủ nghe gì được đúng không? Dạ, nằm ngủ chứ thì gần như không ngủ được. Nhắm mắt để đó thôi. Nằm kế bên người con gái mà bình thường là nguyên đêm lần đầu tiên nữa thì không ngủ được. Tình yêu các em là cái gì có suôn sẻ không? Qua Tết là tự chia tay đấy. Sao lại chia tay? Gần Tết là lên phụ bán. Xong rồi cái ăn Tết xong cái là đúng một tháng là chia tay. Anh muốn biết là tại sao lại chia tay? Em cũng không biết nữa. Ổng hút thuốc mà em nói ổng không có nghe. Cái kiểu mình là lịnh lúc mà thương ấy, mình muốn lịnh là người ta phải nghe mình á, cái kiểu vậy đó, mà ổng lại không nghe nên là em bực bội quá thôi. Chia tay lâu rồi, chia tay lúc đó là gián đoạn hơi lâu, là hơn 3 năm. Vậy đó hả? Chia tay anh này xong khoảng 2 tháng là em có bồ mới rồi. Dạ. Em lúc đó đi Sài Gòn, đầu đi Sài Gòn học và làm. Là em có quen một người mới ở ngoài Bắc. Em với anh kia là quen cũng lâu rồi, cũng muốn tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Nhưng mà cái dạng tụi em cũng yêu xa thôi, tại vì anh kia anh làm ở ngoài Phan Thiết Bình Thuận, còn em thì làm ở Sài Gòn. Nên là chỉ yêu xa thôi. Cứ mỗi lần Tết nhất á là anh kia cứ về Bắc với mẹ. Chia tay nhưng mà Tết về vẫn đi chơi. Tết về vẫn đi chơi bình thường. Nói chung là giống như là mặc định là về phải đi chơi với ông này. Nhưng mà đi chơi là có cái cảm giác không? Dạ là, cái kiểu là thân quen lắm á, cái kiểu là mình thân quen và giống như là mình muốn chiếm hữu á. Ổng mà chỉ cần đi chơi với lại đứa khác thôi là lẫy rồi đó, là hờn rồi đó. Lễ Tết bất cứ cái gì này, về là ổng phải chở đi chơi thậm nhưng chí. Mà còn Lưu thì sao? Lưu trong cái lúc đó thì là trong 3 năm mà chia tay với bạn này thì có bạn gái không? Sau 2 năm thì em cũng có quen một bạn, quen nhau được 1 năm. Nhưng mà thực ra thì lúc yêu thì thương là cũng thiệt, chứ không phải là giả dối gì. Nhưng mà khi mà đi chơi với nhau rồi đấy, y như là nó có một cái gì đó kết nối hai đứa. Xong rồi cái em cũng chia tay bạn kia. Tức là em vẫn còn thương cô gái này đó. Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà trong 3 năm đó em có nhớ gì về cổ không? Cái điều đó là như là mặc định rồi. Thì hai đứa thì ở gần nhà. Mỗi lần em lên Sài Gòn em chơi thì đều ghé hết. Cứ là chơi đi lên Sài Gòn hoặc là đi đía qua quận 9 là phải ghé em cái đã rồi mới đi. Tức là hai người này họ có ngoài cái tình yêu nó giống như là có cái tình tri kỷ á. Tình thương, tình tri kỷ rồi tình ruột thịt nữa. Kiểu nó thân quen lắm. Mà có cái chuyện vui buồn gì người đầu tiên em nghĩ là ông này. Đang giận cô cũng điện thoại nói chuyện với ổng. Hay là có cái gì đó cũng điện thoại nói chuyện với ổng. Như là một thói quen luôn ấy. Chia tay nhưng mà cái chân nó vẫn còn méo lại. Rồi đến khi mà quay hai đứa quen lại, ai là người chủ động á? Em chồng. Lúc đó em chia tay anh kia là tại quen cũng lâu à, 3 năm mấy mà là tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Xong rồi cái biết ổng lừa, em bị tổn thương dữ lắm. Mà tính của em thì nó thẳng từ trước giờ, vừa thẳng vừa ngang nữa. Là bỏ ăn bỏ uống 10 ngày luôn á. Có kể cho anh nghe không? Dạ có, tự nhiên khóc trời gọi điện khóc bù lô bù la, thương em cứ quay lại đó. Tội nghiệp quá, mới quay lại quá. Đó. Dạ. Xong rồi nói là thôi, còn có anh mà. Ôi ôi. Chỉ có câu đó thôi đó là thấy dịu lòng rồi đó. Thằng chảy liền đúng không? Dạ, dạ. Có khoảng tháng mấy sau chia tay anh kia là quay lại với anh này rồi. Tại vì có sẵn rồi mà. Dạ. Em là trong bao lâu thì chia tay bạn gái? Cái giai đoạn đó là em lại về quê. Còn bạn thì làm ở trong này thì giai đoạn nó khoảng 3 tháng lần lần rồi nó pha với lại vợ em thì giai đoạn đó đang thất tình nữa. Nên là mình chăm anh này nhiều hơn. Bạn kia cũng biết gì? Thực ra bạn kia thì không biết. Nên là em mới xin lỗi. Nhưng mà em và bạn kia có tính cái chuyện lâu dài không? Dạ cũng có, nhưng mà cũng có vài trục trặc. Lúc đó ở nhà sửa nhà chuẩn bị làm đám cưới ấy, vợ nghe tức lắm. Tức hả? Vợ ghen hả? Dạ. Em cũng không biết vì sao hồi đó đâu có liên quan gì đâu. Em cay kinh khủng luôn. Cái mỗi lần sau mẹ em điện lên á, bé hình như mẹ thấy nhà Lưu sửa nhà, hình như là nghe nói chuẩn bị cưới vợ. Thôi là em tức hừng hực luôn á.
tự nhiên mình cũng có bồ mà người ta đi cưới vợ mình lại tức, mà lúc đó là không hiểu lý do vì sao mình lại tức. Đó là một cái tình yêu không hề ích kỷ đấy em. Mà hai bạn yêu lại đó là cho tới bây giờ là cưới nhau là không có gì trục trặc nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nói chung là hầu như chỉ có những vấn đề có thể tự tụi em giải quyết được nên không trục trặc lắm. Mà ngay sau đó là bao lâu thì cưới? Tụi em quay lại là tháng 8 2014. Thì tháng 12 2015 là tụi em đám hỏi. Tụi em mới quay lại thì ba ảnh mất. Tròn một năm ngày mất của ba ảnh á, thì bắt đầu má ảnh á mới qua nhà nói là cho đám hỏi. Tại vì tụi em đang có cái định hướng là muốn kinh doanh sữa, má muốn là hai đứa làm chung với nhau thì đám hỏi đi cho nó có cái danh phận để cho mình dễ đi qua lại á, và ở lại mà học hỏi. Tháng 3 2017 thì tụi em mới cưới. Đã mất một năm. Dạ hơn một năm. Hơn một năm mới đám cưới. Là bắt đầu lúc đó là dọn về ở chung là đám hỏi xong đó. Dạ, phải không? Dạ. Đám hỏi xong là có như vợ chồng rồi còn gì nữa. Dạ. Là có sống chung với nhau luôn không? Dạ có sống chung nhưng mà không dám nói với ba mẹ. Ba mẹ bên vợ thì khó. Ở nhà do em là chị hai, dưới là còn hai đứa em gái nữa nên ba mẹ mình muốn mình sống phải mẫu mực cho nên là mình lỡ sai rồi là không dám nhận. Là đính luôn. Dạ giấu luôn. Và cái câu chuyện đó là chưa bao giờ em kể cho ba mẹ em nghe. Dạ chưa bao giờ kể. Hôm nay biết hả? Chắc là ba mẹ không biết đâu. Bây giờ nếu như mà ba mẹ có biết thì thôi ba mẹ tha lỗi cho con, tại vì giờ con cũng có hai cháu ngoại xinh xắn cho ba mẹ rồi cho nên là ba mẹ bỏ qua cho con. Ba mẹ bỏ qua hết. Dạ. Tại vì giờ là nhìn thấy hai đứa hạnh phúc, ông bà quá quá hạnh phúc rồi. Vậy là tới khi tụi em ở chung với nhau rồi mới có cái chuyện kia đúng không? Chỉ là từ cái nụ hôn rồi cho tới lúc mà ở chung với nhau. Dạ. Rồi mới có cái chuyện vợ chồng. Dạ, mấy dạ, năm trời. Vậy là ba mẹ cũng có la đâu. Rồi đến với cái phần hấp dẫn đi em. Vâng. Đó là phần giật mặt nhau. Em chấp bên vợ em kể trước. Để chấp luôn hả? Dạ, để tí nữa em có gì em bẻ lại. Cũng là một người đàn ông mẫu mực đó. Nhưng mà có một số cái là em không thích ra ảnh là ảnh vô tâm. Không phải vô tâm là toàn phần đâu. Nhiều lúc em mặc bộ đồ này là mới lắm nè. Mặc hai ba nước rồi đó. Ông mới hỏi là ủa em mới mua đồ mới hả? Mình cảm giác là trời mình trưng diện cho đẹp để chồng thấy mà. Mình mặc tới hai ba nước rồi ông mới biết. Ông biết là mình có đồ kiểu mới. Kiểu là không muốn quan tâm gì tới mình. Nhưng mà thực tế là chỉ cần em nhìn đá mắt vào ông là cái gì là ông hiểu là em đang muốn cái gì luôn á. Nhưng mà là vô tâm về ngoại hình của mình á. Là cái ông thứ là tập trung cái gì á? Trung game. Game. Thời điểm đầu là có thể chơi tới 3-4 giờ sáng luôn. Nhưng mà từ ngày em sinh bé thứ hai á, tính tình em cũng có thay đổi một chút. Quạo hơn. Với lại chắc là ông cũng thấy em mệt hơn. Cho nên là giảm bớt rồi. Sợ em quạo cho nên là trước khi mà muốn chơi game á là con cái là phải lo thay đồ rồi thay tã rồi bắt đầu đúng không? Dạ đúng rồi, phải lo hoàn tất cho con gái từ áo quần tã sữa rồi mới được chơi. Rồi tới ổng. Dạ à. Rồi tới ổng. Mà mỗi lần mà em nhìn thấy khi mà ổng chăm sóc cho con mình đầy đủ trơn á, ổng cầm máy lên thì em sẽ dễ chịu hơn chút. Dạ đúng rồi. Còn một cái em tính nói đợt trước nhưng mà đợt này ảnh tự động bỏ rồi, đó là ảnh bỏ thuốc. Cái nguyên nhân đầu tiên là hai vợ chồng chia tay nhưng mà bây giờ đã khắc phục được rồi, tự động bỏ luôn. Em mừng lắm luôn, mừng mà chảy nước mắt luôn. Lưu tại sao em bỏ vậy luôn? Em cũng trải qua mấy lần rồi, là kiểu như mình uống thuốc rồi cái ho ấy, có hai đứa hai con rồi. Rồi mình nghĩ lại mình thôi mình cố gắng mình bỏ đi. Thực ra cái đó cũng tốt. Nên là mình cố gắng mình bỏ. Còn gì nữa không? Ổng thêm một cái nữa là bị dây thun. Ví dụ như em nhờ làm cái gì đó thì cái tính mình là trương phi mà, thì em nhờ anh đi thì anh làm đi, rồi anh muốn làm cái gì cũng được, anh muốn chơi game hay là anh muốn coi YouTube, anh muốn làm gì đó làm. Không, lê mà lê 15-20 phút ai nói lê cả tiếng. Đang dở trời. Cho nên quạo đúng không? Dạ rồi. Tới Lưu. Tới em đó. Dạ em cũng tự nói rồi, đó là tính rất là nóng, rất là ngang. Không phải chỉ riêng em sợ đâu, cả xóm em cũng sợ vợ. Sợ bà gặp ai cũng la được, có chồng chắc cũng đỡ rồi. Cái hồi chưa chồng hồi con gái trời, càng lứa là đứa nào cũng sợ bà hết. Đứa nít cũng sớm sợ lắm luôn. Ngang chọc lứa là chạy đó, chọc là chạy, chạy là quýnh bé đen á. Bé đen rồi nóng. Nè, tính từ con gái tới bây giờ luôn, tính khí thất thường. Ví dụ như em đang hồi đó em đang chơi ở phòng vậy đó, đi về đang hai đứa đang vui vẻ về, em mới vừa bước ra khỏi phòng chắc cỡ 10-15 phút vậy đó, bắt đầu mình điện mình hỏi thăm, tự đang đang vui vẻ vậy cái tự nhiên không bắt máy, và mấy ngày sau cũng không bắt máy, không biết lý do vì sao. Ủa vậy luôn á hả? Lại có lý do à, em là người hay để ý tiểu tiết. Nghĩa là khi mà cái cuộc nói chuyện của hai đứa nếu như mà có cái gì đó mà mít lòng là em không nói ngay lúc đó đâu. Về rồi bắt đầu em ngẫm lại một hồi, giống như là em bị điện chạy chậm vậy đó. Cái tính của em là em biết em nóng, mà nếu nóng là em sẽ nói ra những lời không hay,
là em để nó từ từ giải quyết. Dạ đúng rồi. Cách đó của em đó là một cái giải pháp tốt cho cái việc là xử lý cái cơn giận của mình không? Trời, thêm cái nữa thì ngủ hay mớ, đang nằm ngủ vậy đó cứ rớt con rớt thì ám ảnh đó. Cái rồi hai đứa nó lì quá. Ừ. Ở nhà anh chăm con cả ngày luôn mà. Nó không có gửi nội ngoại gì hết, vợ chồng tự chăm. Rồi nhiều lúc cả ngày la mắng con. Mấy rồi đứa lớn mấy tuổi em? Dạ 37 tháng ạ. Đứa nhỏ thì bây giờ được 11 tháng rồi. 11 tháng. Trời ơi, cái tuổi này rồi thôi. Dạ nó quậy ghê lắm. Mà một đứa thì hỏi nhiều, còn một đứa thì nó lắc chắc. Ban ngày mà giữ con mà la dữ quá là tối là cũng mớ. Rồi bây giờ sẵn mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. Quan tâm vợ một chút. Em có nhờ cái gì thì anh làm lẹ lẹ giùm em. Tại tính em nóng, nhiều lúc em lại không kìm, lại nói những cái từ mà nó không đúng nữa. Bắt đầu hai vợ chồng lại xích mích. Rồi bây giờ luôn mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ có cái mong muốn là cái hung dữ thôi, dịu xuống một tí là em cảm thấy là được rồi. Cái hợp tác là rất là quan trọng. Hy vọng hai em sẽ có một cái sự thay đổi. Nghe không? Nghe. Dạ. Cả hai sẽ cùng thay đổi. Rồi cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn.